Vâng, xin chào bác Trần. Bác đã trở lại với trang Thính Phủ Kính Xưa. Ngày nay giới thiệu bác đó là cây Lamia Sander, hoàng đế của Pháp xưa. Trước tiên vào phim này thì em thông báo cho bác tin rất là vui là vào cái dịp bắt đầu từ tháng 4 rồi thì em cũng đã nói rất nhiều lần là tin vui của các bác và giới anh em của đồ xưa là em bán đưa ra cái giá rất tốt, đang thấp xuống bởi vì em nhận được một đồ kính cổ đồ cổ xưa, đồ lĩnh Mỹ là hơn 1.000 món đồ, giá thấp em ăn thấp vì năm ngoái thì giá nó hơi cao bởi vì do cái đường logistics vận chuyển rất là khó khăn, ngay cả ship ở ngay trong Hà Nội hay Việt Nam thôi, ship tại điểm dịch rất là khó khăn, nhiều ship mà không dám nhận đó. Thì đấy là cái em muốn nói là tại sao là vì cái chi phí vận chuyển bắt lên. Còn năm nay thì là thông thương rồi, các chuyến bay về thương mại thì nó thông thương hết rồi, đặc biệt là chuyến bay dân sự hay thương mại đều thông thương hết, chính vì đó là hàng hóa được đưa về rất là nhiều nên giá tốt, tức là giá nhập là tốt thì bán giá thấp đi. Và với hai thứ hai là quan điểm của em là giao lưu được chút hơi mua bán đôi khi nó chỉ là thứ yếu, bởi vì em làm về thiết bị tế và dược, về những hợp đồng thầu rất là bận rồi, còn về kính cổ đồ cổ xưa là cái niềm đam mê thú vui, và đam mê thú vui thì giao lưu nó nhanh thôi, không quan trọng là giá cả đấy, nó phải rõ ràng như thế, không đặt nặng giá cả. Bác để ngay cả những em giao lưu ngay cả con dây băng aviator chui đá ve đá thập kỷ 3740 em bán cái giá 12 triệu là quá êm ái luôn đấy. Những cái dòng Lamia Sander này em cũng giới thiệu nhiều vì trong suốt là hơn 20 năm qua bán tại nhà cũng như ngoài đường trường trình là em giới thiệu quá là nhiều rồi. Chính vì lẽ đó em phải đi lướt qua và em sẽ chỉ cái điểm trừ là điểm trừ điểm cộng là cái gì. Điểm trừ cái này là bên trong cái cầu này nó hơi mòn chút xíu. Đấy, phần này. Cầu giữa này nó có cái chuyện vuông nô của hãng từ ngày xưa nhá, rất là nhỏ thôi nhưng mà nó hơi mòn chút xíu. Tuy nhiên không ảnh hưởng gì ạ. Và chính vì thế giá thành rất là rẻ. Và bên ngoài bên này nữa, ở chỗ này thì nó cũng có điểm hơi mòn chút xíu, tí tí này. Đấy, ít thôi nhá. Tí tí thôi. Nhìn lướt qua thì không thấy được, nhìn kỹ mới thấy được nhá. Bên trong cầu là thế này. Thế là giữa trận vuông này, giữa cầu thì không sao nhưng mà hai cái trên mép trên này nó tí tí nhá. Vâng. Càng phải nó có chữ Lamia Sander nhá. Đây là dòng Lamia Sander hoàng đế của Pháp xưa thập kỷ 1950. Cái dòng này là khi nó chỉ đứng sau dòng Solex XH thôi, tức là nó cạnh tranh với giá Solex XH. Đây phiên bản hơi dáng hơn đòn gánh và bản đây là bản to nhá. Tí nữa em phân tích tại sao một số đối tượng xấu ở trong tỉnh Việt Nam cũng lượng đăng ký kênh rất lớn, 17-18.000 người, thậm chí là gần 20.000 người bán với giá 6.2-7.2, đó là kính tàu Trung Quốc bản, tức là bản đối tượng bán giá 6.2-7.2 bản to hơn thế này một tẹo, gấp rưỡi thậm chí gấp đôi, đó là kính tàu Trung Quốc. Kể cả có cái bản này bán con Lamy bán ra 6.2-7.2 là kính tàu của Trung Quốc. Đó, các bác lưu ý nhé. Còn những cái kính này của em là giá là riêng cái kính là Lamia Sander hoàng đế sản xuất tại Pháp vào kỷ năm 60 hàng chuẩn năm 1 có giá là 17 triệu hay gọi là 17k. Giá là 17 triệu hay gọi là 17k. Trước đây những cái em bán là thông thường thường khoảng 17.5-18. Nhưng cái dịp này em bán nó giá 17 triệu hay gọi là 17k. Giá 17 triệu hay gọi là 17k sản phẩm bán ra luôn luôn được quan tâm và đang toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Bác lưu ý nhé, đối tượng ở trong miền Nam ấy hay bán cái kính giống này, kính này giá 6.2-7.2, đó là kính tàu của Trung Quốc nhá. Vì đối tượng đấy là hay bán của hàng cầu Nhật châu Á rồi, sản xuất thứ hai là tái bản thập niên 90, nguy hiểm hơn là trà trộn hàng tàu vào bán với cái kính giống này, kính này kính là kính Lamy bán ra giá 6.2-7.2, rất nhiều nghe bị dính. Một số anh em đi thẩm định giá đồ cổ xưa các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và nhiều tỉnh khác thì là đã bị dính trong đúng cái chiêu thức như thế. Nó đều rất đáng tiếc, của rẻ là ôi đây là đồ không ngon, các cụ đúc kết rồi. Mình phải chọn mua bán kính cổ đồ cổ xưa, mình chọn cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm đã được khẳng định trên Việt Nam cũng như trên toàn thế giới rồi thì mình yên tâm rồi chứ ạ. Và thứ hai là mua bán phải mục sở địa nhà, có làm sao làm vạn. Thứ ba là mình phải chọn cái địa chỉ, còn nếu đối tượng mà đã giấu địa chỉ sử dụng rất nhiều sim số điện thoại tam quy tư quý 32 36 38 39 tư quý 5 và nhiều sim số điện thoại khác nữa mà không đăng địa chỉ, giấu địa chỉ, thay đổi địa chỉ, mua bán hẹn nâng cơm cộng cộng đồng nhà ga bến xe, đừng mua, rủi ro rất lớn, kể cả nước ngoài thế thôi. Chứ bây giờ đi mua là hẹn ở chân tòa nhà, trên chung cư, trên khu tập thể đấy thì trong hẹn này ở hồ xung quanh hồ Thần Quang, xung quanh hồ Văn Quán, trong là con gái đang bán trên mạng xã hội nói rất là trôi chảy, tức là đưa món đồ gì bán món đồ đấy, nó không am hiểu đồ cổ xưa. Tức là mình mua về kính cổ đồ cổ xưa, mình phải chọn cái nhà làm sao người ta phải tư vấn được tất cả kính cổ đồ cổ xưa, đồng hồ kính hút trên bật lửa, đồ gốm sứ, đồ đồng, âm thanh, xe đạp cổ, xe máy cổ thì mới an tâm được chứ. Bây giờ mình mua bán này hẹn này, cái này công cộng, cho mình
xong mà anh ở đâu mang qua xem với ngu được thôi. Đa phần là hàng giả, hàng nhái mới bán kiểu thế. Còn bên em quy trình bán rất rõ ràng. Bác nào đến nhà, bác nào mà không muốn đi thì có hình thức ship code, đúng không ạ? Và xe ôm hết bao nhiêu bác trả? Thế thôi, có những bác nhà gần rất gần được nhà em, chỉ 5 cây, 10 cây thì bác ngại đi bảo ok, xe ôm đi. Bác đặt cọc 100 lên em xe ôm đi mang đến. Thế thôi. Nhưng rõ ràng là thế, chứ còn đến mà bảo cầm đến xem, gần đến xem, ước thì mua, đẹp thì mua không thì thôi. Thì bên em không bao giờ bán được thế. Bên em bán là khẳng định giá trị thương hiệu hơn 2 năm rồi. Và là một trong những nhà đi thẩm định trong nước ngoài nước rồi thì không phải bán thế đâu ạ. Và quy trình còn rất rõ ràng. Bác nào chuyển khoản qua ship code đặt cọc. Và thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần mà không bị làm cái ngày lễ. Với điều kiện chỉ điện thoại trước rồi là đã liên kết bán từ xa rồi. Và lắng nghe thấu hiểu tư vấn rất nhiều điều cổ xưa rồi. Đúng không ạ? Bác không nên nhìn là đăng ký kênh theo dõi trang, bởi vì ngay cả kênh của em làm 7 năm triển khai rút bán tại nhà trình trinh hơn 2 năm mới chỉ được có hơn 2.000 đăng ký kênh. Bởi vì em làm cách chú dạy tình thương, không có like, view, không có đơn vị là quảng cáo. Tự làm cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Đây là giải Lime Sander giá 17 triệu, hàng bọc vàng sáng ánh gương, hàng chuẩn O1, sản xuất tại Pháp xưa. Thì bao giờ nó đắt tiền hơn so với sản xuất tại nước thứ 2, thứ 3. Còn bây giờ nếu mà mua hàng tàu 6 triệu 2, 7 triệu 2 của những cái kênh mà trong tỉnh miền Nam ấy, con gái nói rất là trôi chảy, lên lô kính vài cái, 39 cái, 79 cái, nhưng không phải chỉ, dấu phải chỉ đức cực, nó điều hiển nhiên luôn. Một số anh em mua đồng hồ của cái trang kênh đấy cũng bị dính, một số bác chia sẻ. Vâng, rất là cảm ơn. Vừa rồi là các bạn chia sẻ quan điểm những năm tháng bán ra ngoài, em rút ra kinh nghiệm là mình chọn cái nhà siêu tầm, kể cả của năng hiệu thế thì nó ok hơn, chuẩn hơn. Vâng, xin chào các bác, hẹn gặp lại phía sau.